Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong các dự án giao thông trọng điểm có khả năng tạo đột phá cho tỉnh Hưng Yên thời điểm này chính là đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cầu rẽ Ninh Bình cùng đường song hành hai bên. Đây được đánh giá là trục phát triển trung tâm trong quy hoạch tỉnh Hưng Yên. Dự kiến trong tương lai gần sẽ là cao tốc Hưng Yên - Thái Bình. Dự án đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cầu rẽ Ninh Bình có điểm đầu tại nút giao giữa quốc lộ 39 với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Điểm cuối nút giao Liêm Tuyền, đường cao tốc cầu rẽ Ninh Bình thuộc xã Liêm Tuyền, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Dự án đi qua 20 xã trên địa phận tỉnh Hưng Yên, tổng mức đầu tư hơn 1.770 tỷ đồng thuộc công trình giao thông cấp 2, đầu tư với quy mô 4 làn xe cơ giới. Tuyến có tổng chiều dài 23,72 km, phân kỳ thực hiện đầu tư làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư là hơn 1.077 tỷ đồng đã hoàn thành đưa vào khai thác năm 2019. Giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng, cuối năm 2021, tỉnh Hưng Yên vinh dự được đón Thủ tướng Phạm Minh Chính về bấm nút khởi công dự án đường hai bên tuyến đường này đúng dịp kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh. Đơn vị thi công cả hai giai đoạn là Tập đoàn Xây dựng Xuân Trường. Trong giai đoạn thi công thì cũng có giai đoạn khó khăn do dịch Covid và giá cả nguyên vật liệu cũng tăng rất nhiều so với ban đầu, thì doanh nghiệp cũng đã tập trung mọi nguồn lực để quyết tâm thực hiện đúng theo cái tiến độ đã đề ra. Với sự kết hợp của đường chính do Trung ương đầu tư và đường hai bên do tỉnh đầu tư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, đường được thiết kế lên tới 8 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ có giải phân cách cứng với tốc độ thiết kế 80 km/h. Trên tuyến cũng có nhiều cầu vượt lớn như cầu vượt quốc lộ 38, vượt đường DT204, DH72 cùng cầu vượt sông Cửu An. Tuyến đường tạo thuận lợi rất lớn cho phương tiện tham gia giao thông có tính chất liên kết vùng để tạo động lực cho Hưng Yên phát triển. Tôi quê ở Thái Bình, tôi cũng đi rất nhiều nơi rồi, nhưng qua tỉnh Hưng Yên thì thấy là đường đoạn nối cao tốc giữa Hà Nội Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình này thì làm rất là to, đẹp. Hai nữa là có cái đường hai bên có hệ thống chiếu sáng rất là tốt, thuận lợi cho bà con đi lại, và hai nữa là các nhà đầu tư về đây và các khu nghiệp thì rất là thuận tiện. Với sự hiện đại và tính kết nối cao, hai bên tuyến đường này đã có hàng loạt khu cụm công nghiệp đang được xây dựng như khu công nghiệp Sạch, khu công nghiệp số 3, số 5, cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão, Nghĩa Dân, cụm công nghiệp Quảng Lãng, Đặng Lễ. Khi giao thông thuận lợi, dù chưa có đầy đủ hạ tầng mặt bằng, song tại các khu cụm công nghiệp này đã có hàng trăm nhà đầu tư thứ cấp đăng ký vào để sản xuất kinh doanh. Làm công nghiệp ấy thì chúng ta có cái phần hạ tầng giao thông là cái quan trọng nhất. Các cái nhà đầu tư khi đến đây họ rất là hài lòng về cái câu chuyện giao thông. Thì khi đến thì họ đã đặt vấn đề và đã kiểm tra phần cái hạ tầng, họ rất là hài lòng. Và các cái nhà đầu tư về khẳng định là khi chúng tôi đã có đến 50% các cái nhà đầu tư đã thực hiện đầu tư tại cụm, thì để khẳng định là cái việc lợi ích của cái tuyến đường nối hai cao tốc là rất lớn. Ngay từ đầu thực hiện giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của dự án đường nối hai cao tốc, tỉnh Hưng Yên đã rất quan tâm chỉ đạo. Đặc biệt là dành nguồn ngân sách lớn để giải phóng mặt bằng, thi công hai tuyến đường bên, cầu vượt nhằm tạo sự đồng bộ trong kết nối giữa các tuyến. Ban quản lý dự án công trình giao thông tỉnh được ủy quyền là đơn vị chủ đầu tư để triển khai dự án. Trong suốt thời gian thực hiện dự án, ban quản lý dự án đã phối hợp cao với các xã, các nhà thầu công, các đơn vị tư vấn quản lý chặt chẽ khối lượng, tiến độ và giải quyết những khúc mắc trong quá trình triển khai thi công. Đến thời điểm này, dự án đã hoàn thành, đưa vào vận hành khai thác, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và khu vực. Đến thời điểm này, toàn tuyến đã được thông xe kỹ thuật, còn một số hạng mục cầu vượt sẽ được hoàn thành vào những ngày tới để hoàn chỉnh tuyến giao thông rộng đẹp nhất và có vai trò quan trọng bậc nhất trong kết nối giữa các địa phương để thực hiện quy hoạch trong phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ của tỉnh Hưng Yên hiện nay.